trống. Trúng. Rớt. Rớt. Hát bỏ đi hát. Tôi hú. Mấy anh em mình đi săn về nha anh em. Thì hôm nay được con tôm hú, con nhàn biển chân dài, con sáo, bốn cô vằn. Đi săn với hai anh em mình nha anh em. Xài gỗ thun 11 17 230. Ghi size 0.55, cái full nó 18. Xài ná mảnh hổ thiên dương. Chặt 7 độ 20. Ai vào tôi hú lại nha. Trời ơi, còn người dưới này. Quá, cùng quá. Thôi. Ba hết rồi. Không hay. Rớt con mình đó kìa anh em. Thì phá hai cô anh bay luôn rồi. Hai cô đội dây điện này chuẩn bị mở cam rồi tích bắn. Bắn dạ mà. Gì? Cứu không bay luôn rồi. Anh đâu bắn đâu? Đậu đây nè. Anh đang tính bắn hai cô mày bắn cái bốc bằng đẳng cái đằng đây cô anh bay luôn. Tôi hú đậu đây nãy giờ anh em mình thấy rồi. Con nữa. Thiệt chứ thấy xe quá không nhường mình luôn dạ, nghe cái chuối luôn á, nghe cái chuối ở thẳng luôn thầy biết mà biết chuối khô ý bọn câu anh em ơi, bọn câu anh em ơi. Long kìa, trời long kìa anh em. Trúng. Yeah. Trúng. Một con anh em ơi. Lỏng đạt. Con này bự lắm đạt. Lo chơi hết mình với anh đi. Trời ơi. Biết bao nhiêu xa không? Hai anh quay biết nhiêu xa không? Chết cả xa luôn á. Siêu phẩm anh em ơi. Ngày bị chân dài. Đạt kêu con này lộng chắc rồi, lộng chắc rồi má bước lên lộng lô đạt. Quá mê. Tuyệt vời. Ngay à. Quá vip. Đạt kia còn bày nữa kìa, nhóc luôn kìa. Từ từ để em lại đó rồi xử nó sao. Con này bự nè. Bự không đạt? Chào má luôn đúng không? Đi lậu luôn. Dạ. Mẹ đi lậu luôn. Anh canh dần giữa chạc luôn á trời, sao không? Giữa chạc trên của anh á. Nghe
Lần đầu tiên có hàng khủng rồi nè. Con này chưa bao giờ thấy luôn mà. Quá bự rồi. Dễ gì mày, anh canh kỹ lắm. Quán tầm gần thì không biết sao, nhưng mà full tầm xa phải đỉnh vậy chứ. Quá bự rồi. Trời, coi rắn không chết nữa. Rắn ngồi cái đó muốn gầy rắn quá. Ừ. Cái là hiên volume lỗi chứ mà. Đâu anh coi con này đó giờ anh cũng bắn MP không mà. Lần đầu tiên lụm được nó. Cầm nó đi. Đi đi khỏi. Cầm nó vậy hả? Sống hả? Đâu, gãy đặt bãi đầu. Ồ, rồi. Ồ, nó bự nè anh em. Nhàn miếng chân dài. Ê, có cò đen kìa. Đen quá kìa. Lòng mới chết chứ. Trúng dây điện má ơi. Trúng. Trúng. Rớt. Rớt. Ác bỏ rác. Tôi hú. Chưa. Chưa rớt. Đó chết rồi, chết rồi, chết rồi. Trời ơi, hai con hàng khủng. Bỏ đi, bỏ đi. Hai con hàng khủng liên tục luôn vậy. Gớt. Đỉnh. Tao hú bự. Kêu à. Ồ. Lúc tao hú heo. Tao bông với lộn. Tao hú. Dữ dằn. Chú biết con này à? Hả? Chú biết con này à? Không biết. Con cù anh nhân bắn đường nha. Ôi, tao hú bự. Bắn trở nhắc lụm được. Chúng rớt, trời ơi trời. Ở viên con rồi Đạt ơi. Mấy anh em dịp mình về rồi nha. Con tôm hú, con nhàn biển chân dài, con sáo, bốn cô vàng. Đây anh em mình mới nhủ lòng với mấy anh em xong mình mới về tới nhà. Chạy được về nhà làm thêm được con cò lép nữa anh em ơi. Nay đi với mẫu ná V3 chạch 7 đầu 20 khổ thùng 11 17 203 vì sai 0.55 cái phun máu 18 nghe anh em. Anh em nào còn muốn nái thì liên hệ với mình qua Zalo mình để anh có phải màn hình nha. Bắn quá nét rồi anh em, không bị sai, bắn rất là im nha anh em. Mình bắn gì sai quen rồi, bắn lại gì sai im anh em. Bữa giờ mình trải nghiệm mấy thùng kia thì bắn cũng được hơn anh em, nhưng mà tính phái thì sai hơn anh em ơi. Đây anh được con nhàn biển chân dài rất là xa luôn anh em, chắc khoảng 4 mấy mét anh em. Tôi hú nữa mấy anh cù, mấy pha vào đây không được anh em, mấy pha
bị khuất con quay không được. Để nó máy phao bắn nhanh không quay nữa. Đụng phải nó anh hỏi VV3 là rất ngọt nha anh em. Mọi em đẹp nha. Viên một nha anh em. Quá ok nha anh em. Đây. Đây nha anh em, đây là số chim mình đi bắn nè. Thì giờ mình sẽ khè nước dừa nha anh em. Nó có mình đẹp tôm hú và nhàn biển đồ anh em. Có cò lép nữa anh em. Nhưng mà cái pha cò lép mình quay không được anh em. Pha đó là lúc máy bị lỗi, hai pha cò lép lúc mình về. Giờ mình sẽ đem đi khè nha anh em. Hôm nay mình ướp gia vị rồi xong hết nha anh em. Giờ mình sẽ xào sơ cho nó săn lên rồi mình mới đổ nước dừa nha anh em. Chi mình đã xào xăng rồi nha anh em, giờ mình đổ nước dừa vô nha anh em. Cạn nước rồi nha anh em. Gần cạn nước rồi. Đây hú chi mình đã khè xong rồi nha mọi người. Giờ mời anh em ăn chung với mình luôn nha. Mời anh em ăn cái đùi nhàn biển chân dài nha. V3 này mà. Con đầu tiên buổi sáng luôn anh em à. Viên đầu tiên thôi. Rồi còn nha. Vô đây, vô đây, vô đi. Không, ý là vô chổng đi ra bắn cho gần. Còn qua đây khúc quá. Bay qua đây rồi kìa. Ngược qua nữa kìa Đạt. Ừ nó đó, con đó mấy thầy á. Đâu rồi? Bay qua kìa, bay qua kìa. Còn.
bay luôn rồi. Nè à, nó bay kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Đảo đây kìa, đảo đây. Qua đây con nữa kìa. Qua con nữa kìa. Qua con nữa, hai con luôn, qua hai con luôn. Sao á? Ui, hai ba con luôn trời. Nó vô trong rồi. Khóa cổng qua sao vô. Giật nó. Hai con luôn. Nó. Hai con luôn, có chim đỏ kìa. Rồi ăn nào hại tôi hú nữa đi. Em bắn á. Tự nhiên con cung cào tự nhiên đâu ra bay xuống bắn luôn. Bay con thú này ăn bay luôn rồi. Rớt qua đẹp quá đạt. Bay nữa ơi. Bay nữa rồi. Kìa anh em. Trung. Trung. Chị bắn con nào? Chị bắn con nào hay bay bay bay. Chị bắn con nào? Ơi, bắn đi. Tiếp tiếp bắn đi. Được. Qua vợ. Bắn cấp cho mãi mãi. Qua VIP một con. Qua VIP một con. Ghê trà. Quay được cho anh Lâm pha rồi, quá đỉnh. Chia sẻ. Lụm liền, lụm liền. Rớt xong rồi mày. Qua xong luôn rồi. Qua xong luôn rồi. Còn sống anh em để anh bò cho nó ăn viên nữa. Chết. Một viên vô người nữa anh em ơi. Chúng nó còn sống ở đây, chụp 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 đập đầu nó luôn. Chụp lên đây đi, từ từ nó đập. Chụp đi, để nó lội. Không bay được á. Anh nói rồi, sao mà thoát được anh. Một con câu anh em ơi. Anh em bắn chim rồi, có mấy con giờ đi ăn dưa hấu luôn nha anh em. Dưa hấu với bánh nha anh em. Dưa anh em. Dưa vô mở nắp đi đạt bẻ đạt năm mày bắn cua rồi vô vô một hai ba vô vô quá đạt mày biết khô mực nha đánh khô mực chứ khô mực gì ba mời anh em nha. Chim đó nè. Được mấy con à? Đánh nghe bạn. Clip mình tới đây xin kết thúc luôn nha anh em. Thì anh em nào thấy clip mình hay một thì cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Thì kênh mình cũng sắp đủ 2k đăng ký rồi nha anh em. 2k người đăng ký mình sẽ làm event tặng ná nha cho anh em chơi nha. Tặng ná tặng thun cho anh em chơi giải trí nha. Anh em nào may mắn thì trúng giải thì sẽ được tặng nha anh em. Thì anh em chia sẻ mạnh tay để đủ 2k đăng ký mình sẽ làm event nha anh em. Thì clip mình tới đây cũng xin kết thúc nha anh em.
anh em ở những clip tiếp theo của mình nha.